Rồi, chào các bạn, cho mọi người đang xem nha. Tiếp tục lên cây khoan nước các bạn ơi. Cây này cây khác với cây mình quay bổm nha. Vàng này mới chát các bạn, mới xung động ngay luôn nha. Đang khoan lại nguồn nước cũ các bạn. Đó, giờ bắn bắt các bạn ơi. Thấy đường nữa, đổ qua đây mà nó chạy nhanh quá trời. Đó, trời dậy rồi. Đấy, mình loại qua đây mình quay cái chỗ nó bắn đắt tới vườn người ta luôn các bạn ơi. Quá mạnh. Không dám ra lên ga lớn nó bắn qua bên vườn người ta bên đây nè mọi người. Bắt từ xa luôn ha. Từ đây tới chỗ cái má là tầm khoảng 10 mét nha các bạn. Đó, các bạn thấy không, nó bắn tới vườn luôn các bạn. Là chưa hết ga nha mọi người, hết ga là hút cái vườn này luôn nha. Nè các bạn thấy không, hút vườn luôn nè các bạn.
chém xa tầm theo mình tính là hết ga luôn, chắc khoảng 15 mét cho mọi người. Má này nó là ngay cũng lên đổ đậu rồi hết trơn các bạn. Dòng ma 4 tiền trăm hay gì á. Thác ở đâu? Long Xuyên. Ở Long Xuyên rồi hả? Vàng bao nhiêu vậy? 15 không? Vàng này 15 triệu không? 15 hả? Cơ sở Tân Phát ở Sóc Trăng, An Giang, Sóc Trăng. 15 triệu các bạn ơi. Quá trời cái bình ổn kìa. Nước nhẹp luôn các bạn.